À, thì hôm nay thì anh cái cây lá này nó đang mở lá và đang vào lụa, thì đang rễ lân kiểu một. Thì với cái chế phẩm Bosatop, bà con trộn với lân rải, một một bao lân 50 kg, bà con trộn một củ Bosatop 1 kg, để giúp tăng nhanh cái quá trình tạo mầm và ức chế tạo mầm, phân hóa mầm hoa mạnh hơn. Còn khi mà bón lân đó, để mà đặc biệt là những cái cây sầu riêng năm đầu cho trái á, thì bà con trộn với chung với cái chế phẩm Bosatop, bà con rải thì giúp tăng nhanh cái quá trình phân hóa mầm hoa, ức chế hạn chế đi đọt, thay vì bà con phun chặn đọt hay là phun tạo mầm ở trên mà với cái liều lượng cao thì đã ảnh hưởng đến lá. Đây là một cái chế phẩm mới với cái quy trình mà làm bông không mắc lo thì anh Phú anh đang ứng dụng. Mình có thể sử dụng được nhiều cái giai đoạn của quá trình tạo mầm. Đầu tiên là bà con trộn rải, trộn với lân rải một bao là cộng một củ. Mình rải thì sầu riêng năm tư thì bà con rải 7 kg, bà con chia ra hai cử rải, cử đầu tiên là 4 kg, sau đó khoảng một tuần rồi bà con rải lại 3 kg. Còn đối với sầu riêng năm thứ 7 thứ 8 thì bà con bón tầm 8-10 kg. Còn sầu riêng lão trên 10 năm, 15-16 năm thì bà con bón tầm 12-15 kg. Nó tùy theo cái tán của cây nữa chứ không phải là theo độ tuổi không nha bà con nha.